phép biến hình. Hôm nay tôi sẽ học phép biến hình nha. Quang hô. Quang hô. Đầu tiên các em phải tập trung đến con vật mình muốn biến thành, càng chi tiết càng tốt. Sau đó đọc câu thần chú ứng bà la. Ứng bà la quá thú. Rồi như vậy đó. Wow. Trời. Wow. Hoặc là như vậy. Còn đây là câu thần chú biến lại bình thường các con cần. Chưa có tín hiệu của thầy sao đã biến hình rồi. Trừ 10 điểm. Trừ có 10 điểm luôn. Ừ. Ủa? Rồi còn tóc đâu? Nó đâu rồi? Em nè thầy ơi! Cứu! Cứu! Mình có cái tội đã hấp tấp lại còn không nghe kỹ lời thầy. À, mà mình tưởng là mình biến thành con chim lớn, sao tại tự nhiên lại biến thành một con chim non như vậy? À, ôi da! Đã bảo không được đi đâu, mẹ vừa mới rời khỏi tổ mà đã trốn đi chơi rồi. Con hư quá. À, con xin lỗi. Nè, ăn dùng đi. Con dùng béo lắm đó. À, dạ. Chíp. Các con trốn màu chim ưng kìa. À, nguy hiểm quá. Tránh xa con ta ra. Tránh xa con ta ra. Phải giúp chim mẹ thôi. À, mình đã trở lại bình thường rồi nè. Cút đi đồ độc ác. May là mình còn nhớ phép hóa thành người. Tạm biệt nha mẹ chim. Ồ, tóc đầu đó kia kìa. Chưa có tín hiệu của thầy sao đã biến hình rồi. Trừ 10 điểm. Trừ có 10 điểm luôn. Ừ. Ủa? Rồi còn tóc đâu? Nó đâu rồi? Em nè thầy ơi! Cứu!